thuyền xuôi gió dấu phong ba ta vẫn kiên trì, sóng ca đừng ngã tay chèo. Họ dốc kéo lên cả tôm, làng ta vui ca sớm hơn. Họ dốc kéo lên ước mơ, ngoài kia tôm cá đang chờ, kia tôm cá đang chờ. Họ dốc kéo lên cả tôm, làng ta vui ca sớm hơn. Thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể các bạn, vũ điệu tuổi hồng là một sân chơi bổ ích giúp chúng em được giao lưu, học hỏi, tạo sự đoàn kết, mở rộng vòng tay bè bạn, nhất là đối với những bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Hội thi cũng là dịp để chúng em được tìm hiểu về văn hóa, con người ở nhiều địa phương khác nhau, giúp chúng em nhận ra giá trị đích thực và sức sống lâu bền của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó và lan tỏa kết nối tới mọi người. Đến với hội thi vũ điệu tuổi hồng, vòng thi online, đội thi chúng em gồm có 15 bạn thành viên đại diện cho 449 bạn nhỏ thiếu niên nhi đồng của xã Sơn Thành. Năm 2020, xã Sơn Thành là xã được sáp nhập giữa hai xã Lam Sơn và Lương Thành. Sau khi thành lập, xã có tổng diện tích tự nhiên 40,36 km², cách trung tâm huyện 15 km. Xã gồm 5 dân tộc Tày, Nùng, Giao, Mông, Kinh cùng sinh sống. Xã Sơn Thành cứ vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm lại diễn ra lễ hội lồng tồng bản Pio với ước mong về một sự no đủ cho cả năm. Tại lễ hội có chương trình hát xi lượn giao duyên, múa sư tử, lầy cỏ, đi cả kheo, kéo co. Đội nào thắng thì coi như năm đó được mùa, khiến lễ hội trở thành một dịp cho người dân trổ tài góp vui, tạo hóa ưu ái cho vùng đất Sơn Thành những cánh rừng xanh bất tận cất giấu những điều kỳ thú mà con người luôn muốn được một lần đặt chân khám phá. Thác Nà Đăng xã Sơn Thành mang dáng dấp của một nàng sơn nữ yêu kiều hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp huyền bí của mình. Thác Nà Đăng đã chinh phục được lòng hiếu kỳ của du khách thập phương đến ghé thăm. Thác Nà Đăng xã Sơn Thành năm 2022 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, thành phố. Xã Sơn Thành là xã mới thành lập nên hệ thống cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Nhưng với truyền thống lao động cần cù, chăm chỉ đoàn kết, đời sống của nhân dân trong xã đang từng bước được cải thiện rõ rệt. Các bạn học sinh được chăm lo đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần, được tham gia nhiều hoạt động hè bổ ích và ý nghĩa. Để phát huy và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của quê hương chúng em, những mầm non tương lai của xã nhà đang cố gắng phấn đấu rèn luyện hướng tới tương lai xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể hội thi mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công rực rỡ.